Đó. Wow, đã chưa? Ừ. Okay. Bầu bầu siêu mẫu siêu to công lồ. Honey, what you doing? Cái này cho nó lên được nó tốt dễ sợ lắm. Hello mọi người, thì hôm nay Trinh với ông xã ra vườn để thu hoạch cái trái mấy trái bầu. No, you cut the one inside, honey. What about this big one? Thu hoạch mấy trái bầu hả ông xã ra vườn hấp giúp Trinh nè. Where? Trời bây giờ nó rất là nắng. Đó trái inside. Okay, roll. Này thì bây giờ ông xã sẽ giúp Trinh thu hoạch cái trái bầu này. Đó, cái siêu mẫu chân dài luôn cả nhà. Wow, hôm nay nó lớn, mới có ra có 1 tuần à. Đó cả nhà ơi. Honey, why is it so big? Back here, honey? Hold on, yeah. Đó, wow, đã chưa? Ừ. Wow. Wow. Nhìn nó to dễ sợ chưa? Nè, đó cả nhà. Siêu mẫu chân dài luôn, chân dài lên, dài hơn chân ông xã luôn kìa. Now what do I do? You go, throw it away. No, that one is small. It's next week, I think, or a few next few day. Okay. Đó, bữa nay hôm nay nó ra, hôm nay bầu nhà Trinh ra trái nhỏ này nhiều lắm đó. Đó, quá trời luôn. Đó nên là hả, thu hoạch trái này đi để nó già. Rồi, còn cái trái này thì Trinh để giống nha. Đó, trái này là Trinh để giống nè. Baby, take this so I don't hurt. Đó là bầu hôm nay nó ra trái nhỏ quá trời luôn nè. Ok. Wow, nó dài. Honey, can yes. you put in your leg? From your leg? Ok. Look. Nhìn. Siêu mẫu chân dài chưa cả nhà đó. Ok. Honey, what you doing? No. Cả nhà, thấy chưa? So sánh là hai trái. Wow, nó hơi đã chưa? Có bầu siêu mẫu, siêu to khổng lồ. Ok, nhìn đã chưa? Quá wow, trời luôn cả nhà. I don't see your face. Here. That one. This one? Yep. Yeah. Oh, so big. Mm-hmm. Big. Okay. No. Smells good. Yeah. About this yep, guy. Yep, or yep. Him. Cut. Yes. Cut. Okay. Cut. Yes. Ooh. Be careful. Mm-hmm. Okay. Okay, put in here, honey. Whoa, how come that one's that yellow? For next year. Here. Put in that, honey. Yes. Wow, that why is that one orange, honey? Save it for next year. I want to take the seed. You mean when it grows a long time, it changes color? Yes, it's ready to get the seed inside. Oh, too old. Here. Oh, this one too. Here, honey. This one. Honey. Đây trái này nữa ta nha. Wow, nhìn đã chưa? Okay. And this one? Hôm nay cho ông xã thu hoạch. Mừng vui luôn. You oh. Happy? Yeah. Okay, we go outside. Oh, still here a lot. Đây cả nhà quá trời luôn nè. Yeah. What are you looking at? This one? Yeah. There's no, two outside. Outside? Yeah. One outside. Here. One inside. Here. Be careful. Shit. Uh-oh, what happened? Okay. This one? It's okay. This one? Yeah. That good. Okay, we go out. That outside. This guy little? Too little? Yeah, too little. Too little? Yeah. Too little? Yes. Còn cái nhỏ nhiều lắm. You want cut? This one? No, little. I don't know. You're the expert. No. Leave me. Yeah, this one.
Yes. See, I put my foot there. I don't put any weight on it. Đây là cái vườn hổ qua của Trinh đã thu hoạch hôm trước. Đó, Trinh có làm cái video thu hoạch hổ qua đó cả nhà. Thì hôm nay là thu hoạch lần thứ 3, thứ 4 gì rồi Trinh cũng không nhớ nữa, nhưng mà rất là nhiều lần rồi. Mỗi lần thì Trinh hái khoảng trên khoảng chục trái, hơn chục trái. Hôm nay thì chắc nhiều hơn nè. Hôm nay nó nhiều quá trời nhiều luôn. Thì Trinh hái một lượt luôn và Trinh cho bà một ít và để dành ăn. Thì những cái trái hổ qua này rất là ngon cả nhà, hầm nấu, hầm đồ, nấu canh rồi rất là ngon, ăn mát dữ lắm luôn á. Mùa hè này ăn có hổ qua ăn là rất là mát. Hôm nay Trinh cho ông xã thu hoạch, rất là vui luôn, thu hoạch hổ qua lần đầu tiên mới trồng được hổ qua này, và cũng lần đầu tiên ông xã Trinh hôm trước có nấu canh ăn. Thì nói chung là hơi đắng, nhưng mà mình thì mình thích, rất là thích, nhưng mà ông xã lại cũng không có thích lắm, tại vì nó hơi đắng, nó ăn nó kỳ quá. Hồi đó giờ ông xã nó chưa có ăn cái loại trái này bao giờ hết đó. Thì lúc trước lâu rồi Trinh mua về Trinh nấu Trinh ăn mình không mà. I gotta put these down, honey. There's so many. Đó thì hôm nay Trinh dẫn ông xã chia sẻ cho ông xã. Ông xã hái quá trời luôn nè, bầu nè, hôm qua này quá trời luôn nè cả nhà, nhìn thấy ham chưa? Wow, cái bầu nó dài mà nó non. No, small. I think this one ready. This not one ready. Too small? No, because you see it too big in the what about this no, one? No, this one no. That one no. That one no. That one. Oh. Okay. That one's small. Oh, why is that he's so wrinkled looking? Okay. Wow, Trinh hái sơ sơ cũng được 13 trái rồi cả nhà. Không, 14, 15, ông xã bỏ thêm 2 trái nữa nè. Wow, nhìn đã chưa? Cái này hầm ăn ngon, rất là ngon luôn cả nhà ơi. Baby, where do you want these scissors? Here? Đây cả nhà, thì bây giờ Trinh sẽ cái thu hoạch cái vàng rau quế này luôn. Đó, thu hoạch góc bên này, còn góc bên kia thì để dành. Đó, để dành ăn. Bây giờ Trinh thu hoạch những cái cây nào mà không có bông ha. À, cắt đi cho nó đâm chồi khác lên, nó mọc lên nhiều hơn nữa. Nó bên này cũng có một cây nữa nè. Đó. Thì bây giờ Trinh thu hoạch cái rau quế này. Rau quế này mình ở nhà trồng nó thơm lắm. Sao nó thơm hơn là mình mua ở chợ luôn á. Mấy cái cây này ở nhà trồng nó thơm. Rồi nó bánh chua bỏ vô sơ sơ chút. Mấy lá nó cũng thơm dễ dàng, dữ dằn luôn vậy đó. Nó cắt ngắn xuống cho nó mọc lên cái khác. Có bông rồi đó. Cô chú anh chị nào cần bông rau quế, trồng rau quế thì để lại Trinh nha, tin nhắn cho Trinh nha. Trinh gửi bông cho cô chú anh chị. Wow, nhìn hấp dẫn chưa? Thơm lắm luôn nè. Cái vàng mình này nó tốt. Cái này có nó lên được nó tốt dễ sợ luôn á. Rau quế nó vậy chứ cũng không có dễ trồng lắm đâu. Trinh trồng cũng như trần thai quay củ mà mới lên được nhiêu đó, đốn biết bao nhiêu tiền hột đằng này đằng kia là mới lên được nhiêu đây nè. Đó, chứ không phải ngày giờ trời nắng khá là nắng luôn đó cả nhà. Để mấy cái bông bông này lại mình lấy bông lấy hột. Wow, cái cây này nó non. Ồ, nó non ngon chứ. Mình chừa là cái nào mình để giống, còn mình cắt hết. Cái này thèm phở quá. Non thèm phở luôn á. Canh chua bỏ vô miếng ha, ngon lắm. Còn cái nào non thì cái nào già ra trổ bông rồi thì để lấy hột. Cái này nữa nè. Wow, nó xanh non mướt luôn á. Đó, trời nắng nhưng mà dưới trên ngồi dưới cái hàng mướp, cái hàng mướp mà nó gió mát lồng lộng á, gió mát rượi rượi vậy nè.
chim kêu líu lo. Cái đầu quế này chiều này Trinh nha, cho nó ít phân bò, cắt xong rồi cho nó ít phân bò nữa cho nó mau. Wow, cái cây này nó tốt cả nhà, cây này nó tốt thấy ham chưa, nó canh chua cả nhà, nó canh chua bỏ vô mấy cọng rau quế, mấy cọng ngò ôm ngon đúng vị miền Tây đó. Ô, quá trời bự luôn, quá trời luôn. Đó, còn chừa mấy cái cây này lại. Chừa mấy cây nào mà có bông á, chừa lại. Đó. Cắt một cái trống rỗng ha. Cắt vậy cái nó lên. Còn không cắt là nó mau già lắm. Mình cắt cái bắt đầu nó lên cái nó đâm chồi lên cái khác, còn mình không cắt cái nó mau già. Những cây nào mình chừa lại để giống thì để giống. Vậy chứ quan năm nó rụng hột nó cũng mọc nhiều ạ. Quá trời. Cắt ngang này cho rồi, cắt ngang ở dưới nè, nó cắm xuống rồi nó lên không, cắm cây khác đi xuống nó lên không nè. À, Trình cắt ngang Trình cắm lại bên này coi nó lên không, nó lên được thì tốt, nó sợ nắng quá, nắng quên không lên đâu, không lên nổi. Nắng quá cây gì cũng không lên nổi hết. Wow, mấy cái cây lá tẩm hôm nay nó tốt rùm luôn cả nhà. Mình cắt mấy đợt mà nó cũng tốt vậy, nó tẩm mau tốt mà dễ trồng nữa. Trên có cái video clip trồng cái cây lá tẩm mấy hôm trước, có một số cô chú anh chị hỏi trồng sao cây lá tẩm mà nó xanh tốt, nó rùm như thế này. Có một số cô chú anh chị hỏi đó, thì Trinh có làm cái video mình Trinh trồng bằng nhánh á, nó cực kỳ dễ luôn á, nhánh hay lắm, nó nhanh ăn mà dễ, nhanh lên lắm mà tốt, nhanh lắm mà không cần chăm sóc gì nhiều hết trơn. Mà nó thơm. Lần này có cây rau đây nè, Trinh cắt luôn, nó vô nấu canh nè, đây nấu canh ăn ngon ạ. Bên này có cây đâm rau muống của Trinh còn, cái này cái cũng cây quế mà quế Mỹ đây cả nhà, nè, cây quế Mỹ nè, cây này ăn pizza nè, ăn ấy ngon lắm, ăn pizza đồ spaghetti rồi đó, họ hay bỏ vô cái mùi vậy đó, ngon lắm. Nó Trinh trồng hai cây mà nó lên tốt quá trời luôn. Rồi xong mà cái mỗi lần mà làm pizza cho ông xã đó, hoặc là làm mì spaghetti á, là ra cắt nhánh và mấy lá nó có vô sắc bỏ lên, thơm ngon, ngon lắm. Thơm lắm luôn á. Cây nó tốt. Ở nhà rau quế nè, Trinh thu hoạch nè. Wow, nhìn hấp dẫn nha, nhìn ngon ha. Cắt sạc một phát là một mâm luôn. Ok, Trinh lại ăn này, coi có cái rau gì thu hoạch thêm. Em coi cái keo, cái cây rau đây này chắc Trinh cắt một ít để vô nấu canh ăn. Đó, nó ra bông rồi đó cả nhà, ra nhiều bông rồi đó. Cắt đi cho nó ấy. Ông xã vô nhà là không có cầm máy được, nên là có một mình Trinh một tay cắt một cây ấy. Cái này không có bẻ tay được nha, cứng lắm. Cắt đi cái nó mới tốt cả nhà ơi, nó mới phát ra cái khác, chứ còn không là nó cứ đồ nhây à.
nó cứ lên trời tới trời mà nó lên vươn lên vậy đó. Nó vô lật ra lá nào non thì nấu canh ăn. Nó vậy là đủ nồi canh tập tàn rồi đó. À, đợt sau đây, đợt trước tinh đem rau vô bớt trong nhà rồi. Đó, đợt sau được nhiêu đây nè. Chói nắng quá. Vừa nắng lên dữ lắm cả nhà ơi. Đó. Video của Chanh đến đây cũng xin tạm dừng nha cả nhà. Hẹn cả nhà ở video clip tiếp theo. Và đừng quên tặng cho Chanh một like, một lượt đăng ký và một chia sẻ ủng hộ Chanh nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mình chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều niềm vui, bình an và thật may mắn.